Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay con sẽ xin phép được chia sẻ với mọi người về cái công nghệ chat GPT. Thời gian vừa qua cũng được tầm gần 1 năm trở lại đây thì con thấy mọi người chia sẻ rất là nhiều những cái hình ảnh Phật vẽ bằng công nghệ AI, và cũng nhiều bạn chưa biết công nghệ AI là như thế nào. Vì những cái hình ảnh vẽ những hình Đức Phật Bồ Tát này rất là hay bị dị dạng, biến dạng, nhất là tập trung ở bàn tay và bàn chân. Đấy, để đi vào vấn đề thì con sẽ cho mọi người xem trước một số cái hình ảnh mà con vừa sử dụng cái công nghệ chat GPT để tạo ra hình ảnh. Đây là cái phần hình ảnh đầu tiên là con nhập cái lệnh vẽ vào cho cái công nghệ này, đó là vẽ phụ nữ quỳ trước Đức Phật. Đấy, như mọi người thấy trên màn hình đây. Đây là hình người phụ nữ quỳ trước Đức Phật này mọi người. Đó. Thì khi mà nhập cái dữ liệu thông tin cần vào thì cái công nghệ này nó sẽ tự vẽ cho mình những hình Đức Phật mà mình cần. Đó. Hình ảnh thứ hai là con nhập thêm dữ liệu phức tạp hơn cái dữ liệu trước, đó là vẽ phụ nữ mặc áo choàng màu nâu quỳ trước Đức Phật Di Đà màu vàng. Đó. Thì đây cái công nghệ nó vẽ ra. Đó, như mọi người nhìn thấy thì những cái tay chân thì nó bị biến dạng rất là nhiều. Và những cái hình ảnh vẽ bằng cái công nghệ AI này thì như bản thân con và cũng nhiều đồng tu khác mà con có hỏi, mọi người đánh giá là nó không có hồn, không có thần tướng, mà nó rất là mang một cái gì đấy nó ma mị, nó không có được đẹp đó. Và cái hình ảnh thứ ba mà con nhập dữ liệu là phần Phật A Di Đà đứng trên hoa sen màu vàng và có 9 con rồng xung quanh, như mọi người thấy đấy. Thì đứng trên đài sen này rồi có 9 con rồng xung quanh, đếm rồng thì nó thừa, nghĩa là nó cũng sẽ không được chuẩn xác 100%, nhưng mà nó cũng được đến 95% rồi. Đấy, hình ảnh nó vẽ mới nhìn thì màu sắc rất là đẹp, nhưng mà để mà nhìn kỹ thì nó không đẹp một chút nào, và nó có rất nhiều lỗi mà mọi người đã chia sẻ quá là nhiều trên mạng, và cũng không không có sự tìm hiểu, cứ thấy hay, thấy đẹp, thấy lạ, thấy thích là chia sẻ thôi. Đấy, cho nên cái việc này nó rất là tai hại, và theo bản thân con mọi người không nên sử dụng. Và cái hình ảnh mà con thấy cái thời gian vừa rồi mọi người hay chia sẻ mà nói là hoa sen nở ở Tây Tạng hay là Bhutan, nở trên tuyết, rồi ví von là hoa Mạn Đà La nọ kia, thì đây đây là hoa sen mà con đã nhập cái dữ liệu, con ghi là hồ hoa sen màu vàng nở trên băng tuyết, là nó sẽ vẽ cho con cả một hồ sen màu vàng ở trên băng tuyết, hoặc là vẽ cây bồ đề nở nhiều hoa sen màu trắng. Đó. Cần cái gì thì là sẽ nhập dữ liệu cái đấy và nó sẽ vẽ cho mình theo đúng cái lệnh, theo đúng cái dữ liệu mình yêu cầu. Hoặc như là con yêu cầu nó làm là hồ sen màu đỏ nở ra Đức Phật. Đó. Thì nếu mà một số các huynh đệ mọi người mà có cái kiến thức một chút về máy tính, về công nghệ, về mạng thì sẽ biết ngay hình ảnh nào là do máy vẽ, là do công nghệ nhân tạo AI vẽ, và hình ảnh nào là do con người vẽ. Và theo như cá nhân con thì khuyên mọi người là không nên sử dụng những cái hình ảnh này chia sẻ. Đó, nó không thực tế và nó cũng không có thể nào mà gọi là hoằng dương Phật pháp được. Và con đã có một cái kho dữ liệu về hình ảnh Phật giáo gần như là đầy đủ tất cả các chủ đề, file led, file gốc, hình ảnh sắc nét có thể in 3 4 mét mà không bị vỡ hình, và con đã chia sẻ trong cái bài viết rồi, cũng như là đã có rất là nhiều quý thầy và quý huynh đệ sử dụng, nên mọi người cũng có thể sử dụng những cái hình ảnh truyền thống từ trước đến nay để sử dụng. Thì cái việc mà hoằng dương Phật pháp lưu truyền ấn tống những anh tôn tướng hình ảnh của Đức Phật Bồ Tát kim thân đẹp đúng pháp thì con nghĩ cái đó tốt hơn. Đó, đây con sẽ làm một cái hình ảnh cho mọi người xem đấy. Thậm chí là con nhập cái dữ liệu là làm một bài thơ về Phật A Di Đà 48 lời nguyện thì cái chat GPT này cũng làm được luôn, thậm chí là viết một bài văn, một bài báo. Đây, bây giờ con sẽ nhập vẽ Phật Thích Ca Mâu Ni đi. Thích Ca Mâu Ni đang nằm trên trên hoa sen đi, trên hoa sen đang nằm, đơn giản quá. Cho một cái dữ liệu nữa là đang nằm trên hoa sen,
xem là nó sẽ tạo ra như thế nào. Đó, chúng ta chỉ cần gõ cái dữ liệu vào cái phần chat GPT này là nó sẽ giúp chúng ta làm tất cả. Nhiều đồng tu chia sẻ rất là nhiều hình ảnh Phật bằng cái công nghệ này mà không để ý là những cái phần tay, phần chân là bị biến dạng rất là nhiều, rồi kể cả khuôn mặt, ánh mắt nó rất là ma mị. Mà con thấy mọi người chia sẻ rất là nhiều. Đó. Đấy, như mọi người đã thấy nó đã sau chỉ sau chưa đến 1 phút là nó đã vẽ xong một hình rồi. Một ngày nếu mà ngồi mà vẽ hình Phật này không yêu cầu có kỹ năng, không yêu cầu kinh nghiệm, cũng không yêu cầu là phải qua trường lớp nào, mà chỉ cần biết biết đọc, biết viết, biết đánh văn bản máy tính và sử dụng công nghệ mạng là chúng ta đã vẽ được một cái hình Phật chưa đầy 1 phút, nó chỉ có vào mười mấy giây thôi, nếu mà tốc độ mạng tốt thì nó còn nhanh hơn nữa. Đấy, một cái hình ảnh Đức Phật Thích Ca đang nằm trên hoa sen, mọi người thấy đó, nhưng mọi người thấy cái bàn tay này, rồi cái tướng môi này, đánh thế, rồi hoa sen mới nhìn thì nó rất là bắt mắt, nhưng mà nhìn kỹ thì không có được đẹp chút nào, đằng sau có phông rèn nữa. Đó, đó là công nghệ chat GPT. À thì Phật, cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem, và kính khuyên mọi người cân nhắc khi mà sử dụng những cái hình ảnh để chúng ta bồng dâng Phật pháp trên mạng và chia sẻ. A Di Phật.